Mẹ mới sự là ba con nè. Ba con đó. Mẹ quậm rồi. Con lành quá ha. Tướng tá xuất sắc. Đó, múc múc là vậy đó. Con thích vậy hả? Đâu? Hỏi 20-40. À, hỏi 20 thôi à. 20 cái chị ở đâu rồi? Thôi đi, thôi rồi, phải không? Để em 2 phần. Hai phần, Bi ơi. Vô qua đây. Vô. Đó. Ừ, đó đúng rồi. Hiểu ý. Cô chú uống nước đó là hết rồi. Bánh tráng không chị? Con heo không chào á. Mấy phần? Chị chốt lại giùm em mấy phần? 4 phần. Rồi cho 120. Vô phụ đi con. Đây nè. Ok, cảm ơn. Đứng đây, đứng đây, mày chụp hình cho. Con lại đi với chú nè con. Đứng chú chụp hình nha. Bây giờ ở đây lộn. Để mẹ chụp hình. Ngồi đây, ngồi đây với mẹ. Trời ơi, đó. Nè, nè, nè. Vô 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 ngồi đây, vô đây nè. Rồi xong chưa, đưa 4 phần cho ta về nè. 120 đó. Bà gan quá không? Bà bán bánh tráng trộn mà bà vừa với scare vô 120 triệu. Rồi bo luôn rồi đó mẹ. Thiếu hả? Kìa đòi thiếu rồi mẹ. Ê con. Dạ. Ai đồ thiếu? Dạ chị nè mẹ. Mày cầm hai cái mã tấu ra cho mẹ. Anh Hồ đóng cửa, anh Hồ. Đóng cửa làm gì? Chém. Không, giờ đóng cửa chém là xưa rồi. Xả. Đó bánh bèo vô quậm luôn cho mẹ. Bồ phạt, bồ phạt lại tổ nè. Mấy gì? Dạ. Cảm ơn nhiều. Mấy phần? Trời ơi. Đi vô đây mẹ chụp cho, mẹ chụp cho. Mẹ chụp cho em nha. Lấy bánh tráng phải không? Mấy bịch? Ủa, quý vàng BD áo đen kìa. Rồi được rồi, chụp hình da phả xong rồi đó con. Đó. Về nói nè, tìm được bà nội rồi. Ok. Mẹ thêm múa bụng đi. Múa bụng cái gì má? Mẹ thêm múa bụng mà giống con à. Mày kêu bà vậy. Đây. Múa bụng. Mấy tụi em đi thi cái gì? Thi người mẫu, nét tấm model phải không? Đẹp quá rồi. Thi gì vậy? Đâu chị đọc coi, ra có ý. A G T G L L. Khỏi đọc đi chị. Rồi. Chụp đâu, đứng đâu. Đi ra đi. Đi ra đi. Ơ nè. À hiểu rồi. Ủa cái người chụp hình đâu? Kìa. Chụp. Không chương em không nha. Để ngoài bàn đó nha. Ủa chụp nào vậy? Phan máy nào vậy? Máy này hả? Máy này nè. Chị ơi. Chị giúp em đi. Lên cái dạng vô top coi. Rồi, cảm ơn. Ê. Tắm này nữa, tắm này nữa anh. Chị nhậu. Chị biết nó cũng bị câm. Em đừng có ra dấu. Nhậu chị vô nhậu á. Nhậu chị ơi. Còn một tấm này nè, một tấm sao không, một tấm bộ đồ, ấy là bộ đồ tí xíu. Bộ đồ. Không chưa, chị đang ngồi mà em. Chị ngồi với chăn liệt thân liệt cốt gì đó. Ra ý, mày không có mua đồ. Mày là đồ heo á. Xích ra thôi ý ơi, ra cho tao chụp coi. Bác ơi. Bác. Rồi, cảm ơn. Rồi đi về xong rồi. Cái này chương trình gì vậy chị? Hả? Trung tâm xử án Chí Hòa. Có dỗ có ai vậy má, tôi đưa cho con. Trời ơi, là chợ có mua bánh tráng không? Không. Trời. Chụp rồi đi về. Cảm ơn các chị đi về. Ý. Lấy mẹ mấy cái ghế coi con.
để mẹ tiễn khách coi. Ủa cuối cùng em có mua bánh không? Dạ không. Trời ơi trời. Mày bỏ ra coi con rõ gầy hết trơn đi má ơi má. Cười lên. Dương. Bề quá. Không cười lên. Cái gì vậy? Không. Để tao. Nè cười lên chị. Để sao? Mẹ ơi. Mẹ ơi, kia ăn được lắm mới bụng với con. Đúng rồi, lẹ đi cho người ta bán. Rồi ai mua bánh về? Bây giờ che người ta hết trơn à. Trời ơi. Hồi đó quay YouTube. Quay YouTube biết bao nhiêu năm nay. Có 10 bịch không? Có 10 ngàn cho cái này. Mấy phần 4 bịch cho chị xin 120 đi em. Trời ơi. Bà nội ơi. À, xếp hàng đi em, ngồi đó xếp hàng giùm chị. Ừ, ngồi đó. Thiếu em 10 ngàn. Thiếu mình nhiêu? Thiếu 40. Rồi đợi khi nào chị có khách đi rồi chị có tiền lẻ. Mấy phần với em? 60 cho chị xin 60. Chị lỡ quên em tiền hả? À quên em tiền đơn giản nó khỏi mua em. 4 phần quên cha. Coi con có bụng. Hả? Rồi thiếu ai 10 ngàn hồi nãy ta? Ừ, giờ không có tiền lẻ nè. Thấy vợ bạn trai. Đó. Rồi, bây giờ tới ai mua bánh nè. Đến YouTube mua. Hai phần. Hai phần sinh nhật cháu em dưới quê, chị chúc mừng sinh nhật nó được. Từ tới tháng 7 đi rồi sinh nhật. Nè, tháng 7 rồi nè. Em quay nha. Ok, qua đây quay nè em. Ra coi mẹ quay cái clip chúc mừng sinh nhật người ta coi con. Chị em trường Thanh Sóc Trăng sinh nhật tháng 7 nha chị. 2, 3. Chúc mừng sinh nhật. Nói tên Nguyễn Trường Tiên. Sinh nhật vui vẻ nghe. Cảm ơn. 3. Mấy phần em? Trời chết rồi, chị không có tiền lẻ nè, em có tiền lẻ giúp giùm chị coi. Trời sao bữa nay người ta đưa tiền chẳng cho mẹ không gì? Quán than kiều gạo. Ừ, 50 này nè bé ơi, 40 em đây. 3 phần đúng không? 3 phần. Chúng ta 3. Quán than kiều gạo, biết buồn cùng ai gì? Từ má mấy má, trời ơi nhìn má ghê muốn chết, má khi muốn bụng. Lai đài đây đi, em bên đây đài đi. Ừ. Mấy phần hay bạn? 8 phần. Thôi được rồi chị. Đầy mũi nhớ. Cảm ơn em. Ê, qua bên chụp với chị đi. 8 phần 240. 8 phần 240 em, ok em. Đó. 240. Qua bên chụp đi em. Em phải qua bển em chụp với nó em. Trời ơi. Cái thay nó bự nó lớn không nổi đâu em ơi. Trời ơi em. Hả? Không. Nó cưng hơn. Mày chụp hình hay mày đang hận thù người ta vậy má? Con thấy không? Ta đi là đi đâu vậy con? Ba hay ba ba. Cho con chụp hình cận cảnh được không? Rồi đưa đại đi chụp nè con, đưa đây. Chúng ta hoặc Đà Lạt. Thôi Đà Lạt đi. Hay quá vợ. Ủa ba muốn tay con đi Đà Lạt á? Muốn đi du lịch đó. Đi không?
Bây giờ cách thì mở tour để có ai chịu đi du lịch chung không nè. Thôi bây giờ ok em. Thôi bây giờ hai mẹ con mình đi Mỹ đi con. Đi Mỹ hả? Đi du lịch Mỹ đi. Qua bển có dịch đó, qua bển đi con. Du lịch với mẹ. Qua bển. Giờ con có người bảo lãnh đi luôn cũng được. Hả? Rồi ngủ cũng quẹo bển luôn đi má. Bạn biết cửa khẩu cho mở không kìa? Được rồi chị. Cửa khẩu mới cho mở không kìa? Cảm ơn. Không, cửa khẩu người ta chưa mở chứ cửa mã ta mở rồi đó con. Qua bển đi vô cửa mã với người ta con. Bà nội cha mày bệnh dịch cái đóng luôn. Có người bảo lãnh qua bển rồi. Hồi xưa nghe đi Mỹ ham he. Giờ nghe đi Mỹ sợ cũng chết vậy đó. Hai con không có được về đâu. Qua bển là ở dính bển luôn á. Bên này có món mới nữa kìa, hủ tiếu. Hủ tiếu à? Dạ. Mọi người xin được một con xin linh hồn cho này. Mẹ đâu biết đâu, nhiều khi con xấu.